thi Tin học trẻ Thành phố Hồ Chí Minh do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình và Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy và phát triển phong trào học tập, sáng tạo và ứng dụng tin học trong thanh thiếu nhi thành phố, đồng thời phát hiện, tập hợp và phát huy những năng khiếu trẻ về tin học, góp phần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho thành phố. Trải qua 30 năm tổ chức, hội thi đã trở thành sân chơi học thuật bổ ích mà các bạn học sinh yêu thích công nghệ thông tin chào đón hàng năm, góp phần kết nối, lan tỏa niềm đam mê tin học tới đông đảo các bạn học sinh trên địa bàn thành phố. Năm 1991, lần đầu tiên trong cả nước, hội thi năng khiếu trẻ tin học, tên gọi đầu tiên của hội thi tin học trẻ thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức. Đến năm 1995, hội thi đổi tên thành hội thi tin học trẻ không chuyên dành cho các em học sinh ở những khối không chuyên toán và không chuyên tin học. Đến năm 2008, hội thi chính thức mang tên hội thi tin học trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm đầu tiên tổ chức, với những khó khăn về điều kiện, trang thiết bị tổ chức, hội thi có 79 em thí sinh tham gia, sau đó số lượng thí sinh không ngừng tăng lên. Đến nay, mỗi năm hội thi có hơn 500 thí sinh tham gia vòng chung kết và hơn 100.000 lượt thí sinh tham dự vòng thi cấp quận huyện và vòng thi trực tuyến. Lần đầu tiên tổ chức thì rất nhiều khó khăn vì chưa có kinh nghiệm. Chẳng hạn như là bây giờ phải tập hợp làm sao có đủ phương tiện, có đủ máy tính để thi. Rồi nội dung thi như thế nào, hình thức thi ra sao. Mời ban giám khảo rồi chấm thi, cũng như và đặc biệt nhất là làm sao để vận động được các bạn học sinh, các bạn thanh thiếu niên tham gia vào cái cuộc hội thi này. Với ý nghĩa và thành công của hội thi, năm 1995, mô hình của hội thi được Trung ương Đoàn nhân rộng và áp dụng ra toàn quốc là cái nôi của hội thi tin học trẻ toàn quốc hiện nay. Qua 30 năm tổ chức, hội thi đã trở thành sân chơi bổ ích, nơi phát hiện, ươm mầm và chấp cánh cho những tài năng tin học của thành phố cũng như nền tảng công nghệ thông tin của nước nhà. Hội thi tin học trẻ thành phố là nơi thắp lên ngọn lửa đam mê và công nghệ thông tin với nhiều thế hệ thí sinh tham gia hội thi và không ít người trong số đó đã gắn bó thành công với niềm đam mê đó của mình. Có thể kể đến những gương mặt tiêu biểu như Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, anh Phạm Việt Khôi, nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Maryland, Hoa Kỳ, anh Lê Yên Thanh, nhà sáng lập CEO công ty Fenica Mass, chị Dương Đăng Trúc Khuyên, kỹ sư phần mềm tại Microsoft, anh Nguyễn Hải Đăng, nghiên cứu viên phòng thí nghiệm công nghệ phần mềm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, anh Phạm Thượng Hải, Expert Software Engineer tại công ty Shopee Singapore, anh Nguyễn Dương Kim Hảo, trợ lý nghiên cứu tại Trường Đại học Nebraska, Lincoln, chị Phạm Phương Thúy, sinh viên Trường Đại học Cornell, Hoa Kỳ. Trong 30 năm qua, hội thi đã không ngừng phát triển và tạo điều kiện để giúp cho các bạn học sinh, sinh viên có thể phát triển được cái tiềm năng của mình trong lĩnh vực về công nghệ thông tin và từ đó có khả năng tạo ra được những cái kết quả phục vụ cho cuộc sống hết sức hiệu quả. Cuộc thi đã gắn bó với rất là nhiều các thế hệ các anh chị trong ban tổ chức cũng như là quý thầy cô đã cùng đồng hành với hội thi để tìm ra được những bạn trẻ có niềm đam mê và tiềm năng trong lĩnh vực về công nghệ thông tin và tạo điều kiện để giúp cho các bạn, các anh chị, các bạn, học sinh, sinh viên có khả năng phát triển được cái tiềm năng đó. Hội thi tin học trẻ thành phố trải qua 30 năm, một hành trình kết nối, lan tỏa niềm đam mê tin học, công nghệ thông tin với đông đảo học sinh trên địa bàn thành phố. Hội thi ngày càng khẳng định được uy tín, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và là sân chơi thể hiện tài năng, trí tuệ của tuổi trẻ. Qua đó, các bạn có cơ hội để khám phá và chinh phục những kiến thức mới của tin học phục vụ cho cuộc sống. Năm nay, vượt qua những khó khăn của ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hội thi đã thu hút đông đảo học sinh đam mê tin học trên địa bàn thành phố tham gia. 20 quận huyện và thành phố Thủ Đức đã tổ chức vòng thi cấp quận huyện để tuyển chọn những đội tuyển tham gia vòng chung kết. Vòng sơ loại trực tuyến cũng đã được triển khai, thu hút 132.766 lượt thí sinh đến từ 217 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố tham gia. Từ đó, 450 thí sinh cao điểm nhất đã tham gia phần thi tập trung và tuyển chọn ra 100 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết hội thi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, vòng chung kết hội thi năm nay diễn ra theo hình thức trực tuyến qua hai vòng thi chung kết 1 và chung kết xếp hạng. Với sự tranh tài của 669 thí sinh và tham gia hai phần thi là phần kiến thức kỹ năng tin học
và phần sản phẩm sáng tạo tin học. Với phần thi kiến thức và kỹ năng tin học, các thí sinh bảng A có tổng cộng 120 phút thi thực hành và kiểm tra kiến thức cơ bản về tin học cũng như khả năng tư duy, logic của thí sinh. Với hình thức thi trực tuyến, đề thi khối tiểu học năm nay vừa có tính tư duy, vừa có tính sáng tạo của thí sinh. Các thông tin về dịch cũng được đưa vào nội dung bài thi. Đối với thí sinh bảng B, trung học cơ sở có 120 phút làm bài thi thực hành trên nền tảng lập trình trực tuyến VNOJ. Thí sinh sử dụng ngôn ngữ Pascal, C, C++ hoặc Python để làm bài thi. Thí sinh bảng C, trung học phổ thông có 180 phút làm bài thi theo hình thức cá nhân hoặc hai thí sinh trên một đội làm bài thi thực hành trên nền tảng lập trình trực tuyến VNOJ. Thí sinh sử dụng các ngôn ngữ Pascal, C, C++ hoặc Python để làm bài thi. Đề thi bảng B và bảng C năm nay có tính phân loại cao nhằm tìm ra những đội ưu tú nhất dự thi vòng khu vực hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2021. Phần thi sản phẩm sáng tạo với 23 sản phẩm tích hợp, phần mềm được vào vòng chung kết, chia làm hai bảng B1 dành cho khối tiểu học, trung học cơ sở, C1 dành cho khối trung học phổ thông. Thí sinh thuyết trình trực tuyến qua nền tảng Google Meet trước hội đồng giám khảo về sản phẩm của mình và trả lời câu hỏi phản biện. Các sản phẩm dự thi năm nay có nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo như thiết kế hệ chẩn đoán các bệnh phổ biến cho học sinh, thùng rác thông minh, các sản phẩm phục vụ phòng chống dịch. Nhiều sản phẩm được hội đồng ban giám khảo đánh giá cao. Hội thi tin học trẻ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2021 đã được tổ chức trong cái điều kiện dịch bệnh Covid-19, và vượt qua rất nhiều khó khăn đó thì hội thi lại tiếp nhận hơn 130.000 lượt thí sinh dự thi trực tuyến. Đây có thể nói là một cái con số thể hiện cái niềm đam mê học tập, sáng tạo về tin học rất là lớn trong các em học sinh của thành phố. Và chúng tôi thay mặt cho ban tổ chức hội thi xin được ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị quận huyện đoàn và thành đoàn thành phố Thủ Đức, cũng như quý thầy cô, các anh chị phụ trách ở các trường và các em học sinh đã có nhiều cái nỗ lực trong việc mà tham gia hội thi tin học. Chúng tôi mong rằng cái phong trào học tập sáng tạo ứng dụng tin học sẽ tiếp tục được lan tỏa trong đông đảo học sinh thành phố. Với sự đầu tư trong công tác tổ chức, nội dung thi ngày càng đổi mới, hấp dẫn, luôn đón đầu sự phát triển của công nghệ thông tin, hội thi tin học trẻ thành phố Hồ Chí Minh đã ngày càng khẳng định uy tín là sân chơi thể hiện tài năng của các bạn trẻ yêu thích tin học trên địa bàn thành phố.